xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu tôi là Lương y Lạc Minh Cương. Nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường có địa chỉ ở thôn Thọ Vực xã Đội Bình huyện Đúng Hòa Thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng là trong tiết trời mùa đông, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2022 năm Nhâm Dần âm lịch. À, còn độ khoảng tầm một tháng rưỡi là nữa là Tết Nguyên Đán đón chào năm 2023. Và dạo này Minh Cương cũng rất là thấy nhiều người bị đột quỵ đặc biệt là trong mùa đông lạnh như thế này, trong lúc uống trà này thì Minh Cương chia sẻ một chút gọi là cách dưỡng sinh mùa đông để làm sao mùa đông tăng trưởng sức khỏe lên à, mùa đông làm sao để tốt cho sức khỏe à, mùa đông làm sao mà để cái cơ thể nó mạnh mẽ mạnh khỏe để thích ứng với mùa đông nó được tốt hơn. Đấy. Thứ nhất hôm nay Minh Cương chia sẻ về cái việc là sáng ra sáng ra là mình lên uống nước một ly nước nóng ấm vào buổi sáng rất là tốt đây là cái phích nước à, chứa nước nóng minh cương à, đổ vào cái cốc này và có một chút nước là lạnh bên trong rồi nó tạo ra một cái nước nó cũng tương đối là nóng ấm thì bắt đầu mình uống vào mùa à, buổi sáng mời quý vị uống nước Vì tại sao lại uống một lên uống một ly nước lòng ấm vào buổi sáng? Bởi vì sau một đêm chúng ta ngủ, đặc biệt là mùa đông, máu nó có chiều hướng cô đặc. Bởi vì à, quý vị biết rồi, à, trong một buổi tối mình ngủ ấy thì là các hệ thống cơ xương khớp rồi tất cả các mọi hoạt động nó đều có chiều hướng chậm lại. Trong đó cái đường lưu dẫn của máu cũng vậy, nó cũng chậm lại và mùa đông thì lại làm cho các cái đường máu đó cũng như là máu huyết nó có chiều hướng nó cô đặc hơn lúc bình thường khi mà lực có chiều hướng cô đặc trong buổi sáng ra thì chúng ta nếu tập thể dục chạy nhảy cùng với ăn uống các cái đồ ví dụ như là cơm cháy cơm rang bánh mì các đồ khô nó lại làm cho cái hệ thống chất nước cũng như là máu nó lại càng mang tính chất là đậm đặc hơn bởi vì những thứ đó là mang tính chất là hút nước. Và được giải quyết được điều này thì chúng ta nên uống một cốc nước nóng ấm vào buổi sáng sau khi chúng ta thức giấc để cho làm cho lượng máu nó được tuần hoàn lưu thông tốt hơn. Nhà Minh Cương thì ở mặt đường nên nó có vẻ là hơi ồn. À, thì Minh Cương hôm nay à, ngồi uống trà để chia sẻ một chút thì trước khi chúng ta dậy thì chúng ta phải làm thế nào trước khi mở mắt dậy thì chúng ta có thể xoa hai tay lòng ấm lên xoa hai tay lòng ấm thì đồng nghĩa với chúng ta làm nóng bàn tay nói riêng và nóng cả huyệt lao cung rất là quan trọng ở lòng bàn tay Đấy. xoa lòng ấm bàn tay sau xoa... cho ngoái tay ra đằng sau phía sau cổ vội thì bóp 3 đến 5 lần mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta có thể bóp nhiều hơn ở cổ gáy cho nó nóng lên mỗi bên từ ba năm bảy hoặc là nhiều hơn càng tốt là lý do tại sao lại bóp ở cổ này vì quý vị và các bạn biết rồi cái cơ thể của chúng ta dẫn khí huyết dẫn các cái thông tin năng lượng nó truyền tải đều từ thân thể tới cái đầu này qua cái cổ này đấy đây chúng ta xoa xoa cổ cho nóng lên và chúng ta tiếp theo chúng ta hơi ngoái gác cái chân lên xin lỗi quý vị và các bạn minh cương miêu tả một chút gác cái chân lên Đấy, ví dụ là chân của minh cương là như đôi tay này chúng ta cũng đưa chân lên và chúng ta xoa cái chân nó xoa chân nó nóng lên vì dưới đôi chân của chúng ta là có cái huyệt rất là nhiều huyệt nhưng có một cái cặp huyệt rất là quan trọng đó là huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân nó cũng giống như huyệt lao cung ở lòng bàn tay nhưng nó dưới chân chúng ta xoa 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 cho nóng chân lên thậm chí vỗ vài cái vào nhau Đây. vỗ ba năm bảy cái tùy theo sau lại xoa Thằng tiếp theo chúng ta lấy tay xoa chân Đấy. nếu làm nhanh thì hết độ khoảng uh, 30 giây còn làm chậm thì hết từ 1 phút đến 2 3 phút càng tốt. Nhưng nếu mà chúng ta vội chúng ta có thể làm các động tác các tác này khoảng hết 30 giây thôi. minh mình cường uh, tưởng tượng làm lại nhé <laughs> Bắt đầu mới dậy, xoa tay nóng lên. Bỏ tay ra cổ. Xoa cổ. Đấy, xoa chân nóng lên. Vỗ pop 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 ba phát vào, thế là ok rồi, rất là tốt rồi. Còn khi mà chúng ta mà không ảnh hưởng gì đến ai, chúng ta ngủ một mình thì chúng ta có thể xoa thêm tai này. Xoa nóng tai lên hoặc là chúng ta đập ba cái vào tai này. Đập như thế để nó tỉnh thần để đón chào một ngày mới có nhiều năng lượng đón đón chào ngày mới có niềm vui và tỉnh táo. Và khi chúng ta dậy, chúng ta phải quán tưởng là chúng ta làm khỏe như hổ ấy, chứ đừng có quán tưởng là yếu ớt như là con thỏ như con chuột là không lên phải tưởng tượng là chúng ta là có một nguồn sức khỏe tốt này một nguồn năng lượng tốt này và có nhiều niềm vui chúng ta phải tưởng tượng là chúng mình khỏe bởi vì sáng dậy chúng ta cứ nghĩ rằng là mệt mỏi yếu ớt thua lỗ thấp kém thì chúng ta lại hay hấp thụ các cái năng lượng xấu lên chúng ta phải nghĩ rằng là một ngày mới tươi đẹp một ngày mới vui vẻ một ngày mới thành công và một ngày mới nhiều điều tốt lành đến với mình à, thì rất có thể là ngày mới đó rất là đẹp đến với quý vị Đấy, và sáng sau khi trên giường xuống rồi thì như vậy thì là uống pha một cốc nước có thể đánh răng rửa miệng rửa mặt xong cái là làm một cốc nước lòng ấm nếu xác định mà mình tập thể dục thể thao thể hình ấy, thì là uống nước nhưng ít thôi không cần uống nhiều đâu mà không không còn không tập cái gì cả thì uống nhiều bởi vì khi tập uống nhiều quá là khi tập tành nó sẽ không được thuận tiện lắm. Đấy, chúng ta uống được khoảng tầm uh, 100 ml là được rồi. Sau một lúc sau 10 15 phút sau bắt đầu tập thể dục. Để đón chào một ngày mới nó được uh, được mạnh mẽ hơn, được khỏe hơn và bảo đảm sức khỏe hơn. Tất nhiên là cái thời tiết là nó ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe lắm. Thì trong mùa đông lạnh này ngoài việc chúng ta mặc các quần áo thích hợp, ấm để làm cho cơ thể nó ấm nó giữ được cái năng lượng dương năng lượng tốt thì chúng ta còn phải ăn uống nữa ăn uống làm sao ví dụ mùa đông lạnh này thì chúng ta ăn các cái khẩu phần thức ăn rồi các cái gia vị nó tăng dương lên ví thủ thử như là gừng xả tỏi ớt ăn tăng cái đồ dương dược lên cái đồ nóng ấm lên để làm sao mà cơ thể nó nó, nó giữ được nhiệt được tốt. Đấy, đi đường lạnh thì là quần áo ấm rồi cũng như là bảo vệ cổ để làm sao cái sức khỏe rất là quan trọng quý vị ạ. Vừa rồi thì Minh Cương cũng thấy rất là nhiều người bị đột quỵ, đột quỵ nhẹ có thể gây ra tai biến có thể gây bán thân bất toại, có thể méo miệng, có thể là lói ngọng và lặng hơn nữa là có người cũng có thể là tử vong sau khi đột quỵ nếu mà nó lặng. Vừa rồi Minh Cương cũng cũng phải chia buồn và đáng tiếc mà đưa tiễn người, người cậu, người cậu này là em của mẹ, vợ cũng mất trong trường hợp là đột quỵ. Cậu thì vẫn khỏe bình thường thôi nhưng mà sau khi bị đau đầu chóng mặt thế là đưa vào mà giường nằm thì uh, trong thời gian rất là ngắn thì là cậu cũng 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 cũng, cũng mất. Đấy là cũng tình trạng đột quỵ lại đột quỵ lặng là, là có thể gây ra, gây ra đứt mạch máu lão và có thể tử vong trong thời gian rất là ngắn. Nên cái sức khỏe là rất là quan trọng quý vị ạ. Mình có sức khỏe mình mới làm được tất cả không có sức khỏe làm gì cũng khó có sức khỏe uống trà cũng tốt quý vị ạ <laughs> đấy thưa quý vị nhà thuốc Đông Y Bảo Lập Đường có địa chỉ ở thôn Thọ Vực xã Đại Bình huyện Đông Hòa thành phố Hà Nội à, cũng cố gắng mang lại các cái sản phẩm đơn giản mà có giá trị cao đối với người sử dụng thì là cũng rất là nhiều người cũng đã biết tới nhà thuốc Đông Y Bảo Lập Đường à, chuyên chữa 4 cái mảng bệnh chính à, thứ nhất là bệnh táo bón kinh niên à, thứ hai là bệnh lở loét hoại tử không miệng À, thứ ba là bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa của sống thoát vị đĩa đệm trên ép và thứ bốn là bệnh ho hen suyễn rất là tốt và cái thuốc thì nhà thuốc cố gắng giảm tinh chế làm sao mà dùng các cái tinh hoa tinh chế của thuốc thôi tức là dùng rất là ít mà hiệu quả nó rất là cao hiệu quả cao là từ bệnh nhân đánh giá bệnh nhân cảm nhận và minh cương cũng có lúc thời gian rảnh rỗi minh cương có đi ghi hình thời điểm này thì cũng minh cương cũng hơi bận hôm nay là ngày rằm nên cường cũng bớt chút thời gian để nói về cái việc dự, gọi là dưỡng sinh mùa đông để làm sao chúng ta bảo đảm được sức khỏe và có một cái sức mạnh để thích ứng với thời tiết của mùa đông đặc biệt ở bắc bộ rất là lạnh lúc này thì tuy có ánh nắng mặt trời thôi nhưng mà đi ra đường mà không mặc áo rét này là lạnh lắm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Nếu có các câu hỏi liên quan về thuốc chữa bệnh này và dưỡng sinh này, quý vị và các bạn có thể gọi trực tiếp cho Minh Cương theo số điện thoại 0989 759 199 và một số nữa đó là 0813 713, 713 713 để được tư vấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.